Chuyện nhìn ngấn cổ chân con so, đoán giới tính con dạ không phải là một điều mới lạ, cũng chưa có minh chứng khoa học nào công nhận chính xác 100%, nhưng nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn cực kỳ tin vào điều này. Nhìn ngấn cổ chân con so, đoán ngay giới tính con dạ, kinh nghiệm này với ông bà xưa có khả năng chính xác cao, cùng với đó là mẹo nhìn bụng bà bầu, đoán giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén. Một phần y học hiện đại chưa phát triển nên đây có thể coi là một trong những cách tối ưu nhất trong tập quán truyền thống. Trào lưu nhìn ngấn bé đầu để đoán giới tính bé thứ hai đang được nhiều bà mẹ bỉm sữa áp dụng và khoe khả năng tiên đoán trên mạng xã hội. Cụ thể, nếu thấy có hai ngấn thì lần sinh tiếp theo sẽ là bé gái, còn một ngấn thì sẽ là bé trai. Tuy nhiên, mọi dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Không thể phủ nhận khi mang thai, mẹ nào cũng tò mò về giới tính của con của mình và cũng có rất nhiều kinh nghiệm dân gian giúp cho mẹ bầu dự đoán giới tính một cách vui vui. Nhìn ngấn cổ chân để đoán ngay giới tính của bé tiếp theo, cả khi mẹ chưa mang thai lại được ưa thích hơn cả. Theo đó, các mẹ đua nhau chụp hình vùng đùi và vùng kín của con đăng lên mạng xã hội để hỏi. Có những mẹ còn đăng cả hình khỏa thân của bé lên. Vấn đề nào cũng có hai chiều. Nhiều mẹ tin vào kinh nghiệm dân gian này đến nỗi quyết định không sinh thêm con vì lo sợ giới tính của con không như mong muốn. Đã sinh hai tiểu hoàng tử rồi, chỉ mong tiểu công chúa thôi. Nhưng mà xem ngấn chân thì lại là con trai. Tam nam bất phú, sợ quá, không dám đẻ. Một tâm sự đầy đau khổ của một bà mẹ. Một số mẹ có kinh nghiệm thì lại cho rằng kiểu một ngấn hay hai ngấn chỉ đúng khi bé được từ 1 đến 2 tháng tuổi, vì một số bé lớn lên sẽ thay đổi. Theo các mẹ, quan điểm này phản đối kịch liệt, cho rằng cách xem giới tính này là phản khoa học. Thời đại nào rồi còn tin vào kinh nghiệm dạng này, trai hay gái là do đàn ông quyết định, đâu liên quan gì đến ngấn chân của con. Khoa học chứng minh sinh con trai hay con gái phụ thuộc vào bố. Nhà khoa học Curie, Đại học Newcastle thực hiện một nghiên cứu dựa trên thông tin của 927 cây phả hệ gia đình và 556.387 người từ Bắc Mỹ và châu Âu từ những năm 1600 với sự tham gia của hàng nghìn gia đình, cho thấy đàn ông thừa hưởng từ cha mẹ xu hướng có nhiều con trai hơn hoặc nhiều con gái hơn. Có thể hiểu là gia đình chồng, người đàn ông có nhiều anh em trai thì khả năng cao là sẽ sinh con trai, trong khi người đàn ông mà có nhiều chị em gái thì khả năng cao là sẽ sinh con gái. Trong báo cáo của mình, Curie chứng minh rằng rất có khả năng đàn ông chứa hai loại gen tương ứng khác nhau. Điều này dẫn đến ba khả năng tổ hợp của một gen kiểm soát tỷ lệ của tinh trùng X và Y. Một nhiễm sắc thể X kết hợp với một nhiễm sắc thể X khác từ người mẹ thì sẽ hình thành nên bé gái, và một nhiễm sắc thể Y kết hợp với nhiễm sắc thể của người mẹ thì sẽ ra một bé trai. Như vậy, trứng của người phụ nữ không quyết định giới tính của con, mà đàn ông mới là người quyết định. Nếu có ai đó nói rằng không biết đẻ, chỉ đẻ con gái, mẹ nên ngay lập tức đưa ông chồng của mình đến bệnh viện để bác sĩ đẩy lùi suy nghĩ này ngay nhé. Như vậy, giới tính của con dạ không phụ thuộc vào ngấn chân, cổ chân của con so. Và quan điểm của các mẹ khác thì như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ở mục bình luận dưới video này. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.